Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft đại dịch nấm ký sinh. Và ở tập trước, mình đã di dời cái nơi ở của mình sang cái vùng biển này các bạn ạ. Và tạm thời mình thấy sống ở trên mặt biển có vẻ là tương đối an toàn các bạn. Vì mình cũng đã thức đó tầm 2 đêm và không có dấu hiệu của quái vật nhiễm nấm ký sinh xuất hiện xung quanh đây ha. Nên là khá là an toàn cho mình. Và mình cũng đã đặt rương cũng như là một vài cái lò nung để mình nung khoáng sản bữa giờ nè. Chưa có nung ra hết các bạn ơi. Đó, cũng được khá là nhiều ha. Rồi, và công việc của mình trong ngày hôm nay thì chắc đó chính là thiết lập những cái cần thiết cho cái công cuộc sinh tồn của mình. Bao gồm thứ nhất là một cái chỗ trồng trọt, thứ hai là chỗ chăn nuôi, và thứ ba là một cái khu vực hàng rào đủ an toàn. Ví dụ mà lỡ có tình huống bất trắc á, thì còn có cái mà phòng thủ các bạn. Rồi, đó là ba thứ cơ bản. Nhưng mà trước khi đi làm ba thứ đó, để mình nâng cấp ba lô cái đã. Ừ. Tình hình là mình cũng có nhiều ba lô lắm các bạn, nhưng mà hiện tại nó chỉ mới cấp sắt thôi. Mình sẽ nâng nó lên hết cấp độ vàng ha, để cho nó bự bự hơn xíu ý mờ. Rồi, ngon lành cành đào. Tranh thủ bây giờ trời còn sáng nè các bạn, mình sẽ vô đất liền một xíu để mình kiếm cù bò các thứ ha. Ui, xa xa có cái nhà gì ấy. Ui, tính ra là nó kế cái chỗ mình ở luôn á các bạn ơi. Ui, hình như đấy là một cái tòa nhà mang kiến trúc Nhật Bản hay sao các bạn ơi. Uầy, nhìn cũng xịn xò ra phết đấy chứ. Xách kiếm lên, chúng ta coi thử ha. What the heck. Mình sẽ đi vào bằng lối nào đây ta? Ủa sao hình như chỗ này nó bị hai công trình. Hình như chỗ này có hai công trình và nó đâm vào nhau các bạn. Và cái kết là cái chỗ này nó đã bị tan tành rồi. Úi dồi ôi. Ê, cái spawner. Ấy, what. Ê, độc lạ nhá. Vô tình mình săn được cái đống cục mắc ma luôn các bạn ạ. Rồi, và trong này có rương luôn nha. Coi thử coi trong rương giấu cái gì nè. À, đồ hắc diệm thạch các thứ thôi à. Nè, tưởng đâu có gì giá trị lắm. Còn bên này là nhà mang kiến trúc Nhật Bản nè. Ủa, sao lối vào nhìn lạ vậy. Yêu. Cái công trình này nhiều cái khó hiểu lắm các bạn ơi. Ê, mình còn nghe tiếng dân làng trong này nữa các bạn ơi. Hình như có mấy dân làng bị nhốt trong thì phải. Ê, bên này sao nè. Ui thiệt nè. Ui trời trời trời, có dân bay. Thôi. Tốt nhất để bác ấy yên trọng đi các bạn ơi. Thả ra bác ấy bị dân bay hay gì đó. Sẵn tiện ở đây có cù luôn nè. Dẫn cù về thôi các bạn ơi. Rồi, ở đây với ngựa tôi nha. Tôi đi dẫn thêm một nhóc cù khác nữa. Ok. Có trắng có đen nha. Ở đây heo thì chỉ có một nhóc này thôi ta. Ui không không, một cặp luôn. Ui trời, hai cặp luôn các bạn ơi. Đã vậy. Ok. Ôi. Ôi trời trời, tưởng đâu mất hết nhóc cù rồi. Ok, mình đã được một cặp cù với một cặp heo rồi. Bây giờ chỉ thiếu mỗi cặp bò thôi. Nhưng mà ở chỗ kia có vẻ không có bò các bạn à. Hơi su cà na ha. Tuy nhiên để mấy nhóc này ở bên ngoài như vậy thì sẽ đi lung tung á. Cho nên là mình sẽ cho mấy nhóc này vô trong một cái chuồng đàng hoàng ha. Nuôi cho dễ các bạn, rồi dễ nhân giống lên nữa. Ok, hãy vô trong thôi. Hả? Ôi, ôi, lộn, cù vô chứ. Ghép đôi hơi bậy nha. À, làm thêm chỗ nữa thôi, cho hai cái nhóc heo. Ôi. Ồ. Bữa nay là đêm trăng máu các bạn ơi. Sắp có biến nữa rồi. Với cả là mấy nay mình thấy trăng máu rất là hay xuất hiện nha. Không biết đêm trăng máu mình có đủ an toàn ở trên cái chỗ mặt phẳng nhỏ bé giữa biển này hay không đây. Giờ sợ cũng không có giải quyết được cái gì. Thôi, cứ lo công chuyện của mình thôi các bạn. Giờ mình đã có được chỗ chăn nuôi rồi. Giờ thêm cái chỗ trồng trọt nữa ha. Mình sẽ làm một cái thửa ruộng nhỏ nhỏ các bạn. Để có gì mình có lúa mì ổn định hơn á. Đỡ phải ghé làng rồi lấy lúa của làng nữa. Nhưng mà có vẻ là thực sự cái cách mà chúng ta lên biển ở
Rất là chính xác các bạn ạ. Vô cùng an toàn luôn. Nãy giờ cũng gần nửa đêm rồi, nhưng mà chưa có một con quái nào xuất hiện ngay đây hết. Trời ơi, hơi bị chiêu luôn các bạn ạ. Tận hưởng khoảng thời gian yên bình này thôi. Hy vọng là nó sẽ có thể kéo dài nhất có thể hơn. Giờ chỉ còn mỗi một chuyện nữa thôi, là chúng ta lắp thêm hàng rào các bạn. Tuy nhiên hàng rào mình muốn nâng cấp thành những cái hàng rào nó có khả năng phòng ngự tốt hơn và cực kỳ khó chịu. Thế nên là mình sẽ đầu tư kha khá những cái aluminum các bạn ơi. Tuy nhiên thì cái quặng này mình hiện tại không có nhiều lắm á. Mình có check qua cái rương của mình thì mình chỉ có 4 cái aluminum bữa giờ thôi à. Cực kỳ ít luôn. Thế nên là chắc là mình phải đi đào aluminum rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà khoan, trước khi đi thì để mình nâng cấp vũ khí thêm một lần nữa nha. Bữa nay mình tính là sẽ xài một vũ khí có sức tấn công cao hơn cả cây saber của mình các bạn. Đó chính là một cây saber nhưng mà được làm từ những cái món đồ những con quái vật nhiễm nấm ký sinh rơi ra các bạn ạ. Công thức của nó thì hiện tại không quá khó đối với mình ha. Mình gom hết đồ ra rồi chúng ta ngồi chế tạo một xíu nào. Đầu tiên là mình sẽ làm cây saber nhỏ nhỏ này trước cái đã. Công thức của nó thì mình sẽ cần khá là nhiều thứ lặt vặt giống như vậy nè. Mọi thứ mình chế một ít ha. À, cái này thì mình còn thiếu cái móng vuốt đúng không? Ok, làm liền 3 cái. Rồi, được cây saber nhỏ rồi nè. À, cây này thì chỉ có 8 sức tấn công rồi các bạn. Chưa ổn lắm, nên là mình sẽ nâng cấp thêm một lần nữa. Nó sẽ cần thêm cái móng vuốt sắc bén hơn nè. Đây, có liền 3 cái. Và hình như mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng nữa. Đó chính là cái não các bạn ơi. Nhưng mà cái não này thì có vẻ là mình phải đi săn rồi. Ê, đâu? Không cần, không cần. Hình như mình có thể làm được các bạn ơi. À, mình đổi ra một xíu thôi là đủ hả? Nhìn hơi rối mắt một xíu ha. Nhưng mà cơ bản mình sắp xong rồi. Đây, mình làm thêm cái living core cái nữa nè. Ờ, sau khi ngồi kỹ lại thì mình thấy mình vẫn còn thiếu các bạn ơi. Nhất là những cái mảnh móng vuốt các bạn ơi. Mình hết những cái mảnh móng vuốt để chúng ta làm hai cái toe core rồi. Ui, còn có fungal shell nữa. Ê, cái này chắc phải đi đào các bạn ơi. Vì công cuộc nâng cấp vũ khí của mình trong ngày hôm nay, chắc mình phải trở lại cái chỗ toàn là nấm ký sinh rồi đó các bạn. Và để cho chuyến này trở lại nó an toàn hơn nữa thì mình sẽ lấy những cái ổ bánh mì trong rương mình ra. Có nên làm thêm không nhỉ? Mình nghĩ làm thêm vài ổ nữa đi các bạn. Rồi chúng ta chế tạo những cái bánh mì hỗ trợ cực tốt để giúp mình tăng cái khả năng sống sót hơn. Mình thì có khá là nhiều redstone nè. Nên là mình sẽ đầu tư bánh mì kiểu như redstone cũng như là bánh mì vàng. Hay là bánh mì mà mình có thể chế tạo được khá là nhiều nè. Ok, nhớ chừa răng ổ nha. Tại xíu mình có làm một ổ bánh mì nó hơi đặc biệt một xíu. Rồi, tiếp theo bánh mì vàng cũng 8 ổ nè. Ok, à quên, mình còn có thể làm được bánh mì bằng sắt nữa mà. Ăn cho rụng răng luôn. Đây, đổi hạt sắt nè. Bấm công thức của bánh mì sắt cho mình hiệu ứng sức mạnh nha. Cũng im lắm. Và cuối cùng sẽ là bánh mì bằng kim cương. Ăn một phát là tốn 8 viên kim cương các bạn à. Nhưng mà nó sẽ cho mình hiệu ứng, đấy chính là tăng máu các bạn. 10 phút để tăng máu. Mặc dù hơi mắc nhưng mà mình nghĩ hiệu ứng này rất là tốt. Nên là mình đầu tư một ổ bánh mì cực xịn đó. Giờ mình phải đi lấy hai thứ, đó chính là fungal shell nè, cũng như là săn thêm kha khá những cái claw fragment này. Dự là sẽ còn gặp nhiều khó khăn đây. Nhưng mà làm sao, mình tin là mình sẽ có thể làm được. À, hay là làm thêm cái khiên luôn nhờ. Hiện tại mình chưa có cái khiên các bạn ơi. Công thức của nó thì khá là dễ, gồm một cái khiên gỗ và 4 viên kim cương thôi. Rồi, kim ru bà ru luôn. Mình đã khá là tự tin cho màn comeback này rồi các bạn. À, mà sẵn tiện, mình cũng sẽ khám phá lại cái bệnh viện. Các bạn nhớ cái bệnh viện mà toàn là nấm ký sinh không? Mình chưa có khám phá hết cái bệnh viện đó các bạn ơi. Nên là hôm nay có thể mình vô trọng mình lút đồ ha. Biết đâu được trọng là có vũ khí xịn sò đó sẵn cho mình. Mình đỡ chế tạo luôn thì sao? Ê, nghe có vẻ hợp lý á chứ. Ủa? Ủa nhưng mà như mình quên một thứ nữa rồi. Ủa sao nay đi quên nhiều thứ gì ta? Đấy chính là cái ba lô các bạn ơi. Mình có cái ba lô này ngon lắm. Đây là ba lô dơi. Và công dụng của cái ba lô dơi này thì nó sẽ cho mình, đấy chính là hiệu ứng nhìn trong bóng tối. Cực kỳ tiện lợi luôn á nha. Có cái này thì vô bóng tối mình sẽ đỡ phải cắm đuốc hơn á. Và có tầm nhìn nó tốt hơn nữa. Ủa? Nhưng mà hôm qua mình có săn được cái The Eye of the Vigil này nè. Không biết công dụng của nó là gì nữa. À, ui, làm được cái bát súp.
Yêu cũng khá tốt nhưng mà mình sẽ bị đói các bạn ơi. Ui, mình có thể dùng được luôn hả? Ủa, mất tiêu luôn rồi. Ui dồi ôi, mình vừa lãng phí một cái vật phẩm hơi hiếm thì phải các bạn ơi. Báo nữa rồi. À, mà bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Lovegood hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Bệnh viện đã ở trước mặt rồi. Em ngựa thì chắc mình sẽ để em trong này đi các bạn. Tách biệt một xíu ha. Như vậy thì sẽ an toàn cho người bạn của mình hơn. Ok, giờ thì đơn phương đọc mã, chúng ta di chuyển lại cái bệnh viện đó thôi. Hy vọng là trong đó sẽ có kha khá nhiều những cái con quái vật mà nó rơi ra những cái mảnh xương cho mình ha. Là tuyệt vời luôn á. Ủa sao tự nhiên nay yên bình đến lạ thường vậy ta? Ôi, bữa nay các bạn có thấy yên bình không? Ôi, hình như đại dịch đã được đẩy lùi rồi hay sao các bạn ơi? Hả? Không thấy quái vật nhiễm nấm ký sinh nào á. Nó ra nó tiếp chiêu mình luôn. Ê. Thường những lúc mà yên bình như vậy sau đó sẽ là bão tố đó các bạn à. Nghi lắm. Trong này thì vẫn còn khá là nhiều những cái chỗ mà có nấm ký sinh nè. Mình phải dọn ngay mới được. Ở trong đây nữa. Rương này thì mình đã lút rồi ha. Ủa, chỗ này còn nấm. Dọn tiếp thôi. Ồ, bên này thì sao? Ủa, hôm này mấy cái rương nhìn cô mía chứ. Bên này cũng có rương nữa nè. Ê, có đồ. Ui, nhưng mà có vẻ là nấm ngày càng dày đặc hơn các bạn ơi. Ê, trời con này nó đạp cái nấm xong cái nó. Thiệt tình, báo thủ được chứ. Ui, nhưng mà bữa nay hình như không còn con nào gần đây hay sao á. Ồ, bình thường mình lại gần khu này thôi là cả đống quái vật nhiễm nấm ký sinh rồi. Bữa nay mình thấy toàn là zombie không à. Hả? Không lẽ đại dịch đã được đẩy lùi rồi sao? Sau khi mình đánh bại cái con giống như là boss hôm qua các bạn. Ê, có lẽ nào mình có nên mừng không ta? Bảo sao sớm giờ mình không thấy có cuộc càn quét nào gần đây hết. Đây là khu vực gì đây? Ui, nhưng mà trước mắt là mình thấy còn rất là nhiều nấm nha. Yêu, dọn thủ công này chắc cũng hơi mệt đó các bạn. Có rất là nhiều bạn gợi ý mình nên chế tạo một cái vật phẩm đặc biệt. Nó có thể đẩy lùi được những cái đại dịch này rất là nhanh. Nhưng mà cái đó thì nó cần băng xanh đó các bạn. Mà hiện tại thì mấy cái đó thì mình không có. Nên là đành ngậm ngùi chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Chứ biết sao giờ. WC. Ui, ui, ui. Trời ơi, thì ra mấy con này nó trốn trong WC các bạn ơi. Nó trốn trong nhà vệ sinh. Trời đất à. Ây da. Ui, cái nấm này nó tạo ra cái khí nấm độc các bạn. Yêu. Ui, có con nào đang đi vệ sinh không vậy? Alo. Hình hình không có con nào núp trong mấy cái nhà vệ sinh hết các bạn. Yêu. Thì ra bọn chúng trốn hơi bị kỹ các bạn à. Ở đây có thang máy nhưng mà mình nghĩ nó không còn hoạt động đâu. Ơ dạ. Yêu. Ai nó chơi, nó chơi nó. Dùng một quẹt nó đốt mình. Chính xác rồi, trong đây thang máy không còn hoạt động các bạn. Ủa thôi xong đó, hồi nãy mình mới than. Ủa nãy mình mới khen chứ. Ít quá giật, bây giờ nó xuất hiện cái đống rồi nè. Không, ui không. Ở đây. Thích thì bả vô đây mà nút. Thích thì bả vô đây mà nút. Ăn thêm ổ bánh mì kháng cự các bạn ơi. Ủa ăn sức mạnh chứ lộn. Ngon. Lại đây. Tới tấp cho bọn chúng luôn. Bây giờ là mình cũng hơi mạnh mạnh rồi đó nha. Yêu. Cái con gì ngoài này vậy? Ê. Hình như ở dưới có tầng hầm nữa các bạn ơi. Đây mình thấy có một cái lối đi xuống dưới nè. Nhìn cũng khá là nguy hiểm nha. Ủa đây là cái máy gì vậy? Power generator. Trong này có rất là nhiều khối sắt nha. Và tất nhiên rồi, mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội lút đồ đâu. Ui, trong này nó còn có cái đá đỏ gì nữa nè. Ở đây có đường cống, ui dồi. À, đường cống này hình như qua chỗ thang máy thì phải. Ok. Hết rồi, hết rồi.
Giờ chắc mình lên tầng 2 đi các bạn. Ui dạ. Mà trên đường đi sẵn tiện dọn bớt mấy cái nấm luôn các bạn ơi. Nhiều nấm quá. Hồi mình đi lên đi xuống lỡ đâu mình xui xui mình đạp rồi mình lại bị mất máu nữa. Ê. Tầng 2 có những nhà khoa học. What? Những nhà khoa học này bị nhiễm nấm ký sinh nè. What the hell? Trời ơi. Ủa đây là bệnh viện mà. Cái đâu phải cái trung tâm nghiên cứu gì đâu ta. Ờ cũng đúng. Bác sĩ nghiên cứu về... Mình nghĩ là các nhà khoa học đó kiểu như nghiên cứu về cái dịch bệnh này các bạn à. Nên là vô trong bệnh viện này để tìm hiểu thử á. Và cái kết là bị lây luôn. Nè nè nè. Yêu. Ngủ được không? Không ngủ được tại quá nhiều quá giật gần đây các bạn à. Ủa sao ra ngoài ơi? Ơ kìa. Ui da. Lại báo tiếp rồi. Dọn lẹ dọn lẹ. Ây cái này chắc mai mốt mình có cái cục mà các bạn gửi á. Rồi mình đặt xuống đây mình dọn nấm chắc nó mới nhanh được các bạn. Chứ bây giờ mình dọn thủ công vậy cũng không ăn thua lắm á. Tốc độ quá chậm. Ui. Đúc chân lại ở đây nữa. Nãy giờ không có con nào nó rơi ra cái claw fragment hết. Hơi tiếc á. Tầng này thì rương mình thấy cũng không có cho quá nhiều đồ các bạn. Chủ yếu là thức ăn các thứ đó thôi à. Nên là thôi chúng ta tạm thời skip qua rồi đi lên tầng kế ha. Mình nghĩ là mấy tầng cao trên sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn ở dưới tầng này rất là nhiều đấy. Mình đoán vậy. Dọn sạch sẽ đường đi lên tầng kế nào. Cầu thang. Ủa mình nhớ là gần đây có cái cầu thang mà ta. Chưa check cái nhà vệ sinh cái đã các bạn ơi. Ok không có con nào núp trong nhà vệ sinh nữa. Tự nhiên nãy biển vố xong bây giờ mình hơi bị cẩn thận luôn. Ui ở đây có cái flash mau nè. Đã xuất hiện những cái cục mà sản sinh ra quái vật nhiễm nấm ký sinh rồi. Có vẻ là bệnh viện này ngày càng nguy hiểm hơn rồi đó các bạn ơi. Xong rồi. Lên tầng kế thôi, lên tầng kế thôi. Đây là tầng thứ 3 rồi đúng không? Ui vẫn rất là nhiều nấm nè. Kiểu như tất cả các tầng ở trong đây đều đã bị nấm nó lây lan ra hết rồi các bạn. Trời ơi con này còn siêu tốc độ nữa. Nguy hiểm nha. Trong rương thì sao? Vẫn là những cái món đồ quen thuộc đó. Ê, con nào làm mình mù lòa rồi. Ê, nó giảm giáp mình nữa kìa. Eo no. Trời ơi đang mạnh tự nhiên yếu xìu luôn rồi. Ây da con nào vậy. Chơi gì mà kỳ cục kẹo hả. Thử đi tới cuối đường coi. Ở đây mình thấy có hơi khác nè. À đây là thư viện. Wow, bệnh viện này cũng có thư viện các bạn ơi. Ui, trong rương cũng có những cái đồ của những con quái vật nhiễm nấm ký sinh nè. Lậm liệt. Còn gì khác không? Có vẻ là không á các bạn. Thôi, nếu vậy thì lên tầng trên thôi. Ui, cẩn thận nha, có một số nhà khoa học ôm bom cảm tử hay sao á. Lại gần mình là sẽ có tiếng bom nổ xèo xèo các bạn ạ. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Nấm ở trên đầu mình nè, mình chỉ cần nhảy lên thôi là dính chưởng liền á. Ui, và đây là... Rồi. Cảnh báo, một cái dòng cảnh báo các bạn ơi. What the heck. Ủa đây có cái gì mà cảnh báo tôi vậy. Gì đây, gì đây. Ôi trời ơi. Tầng này có vẻ là nấm dày đặc hơn mấy tầng dưới nữa hay sao á. Kín cái đường đi luôn các bạn ơi. Yêu. Rồi tôi xong mình lỡ đào rồi. Trời đất ơi. Các bạn biết gì không? Ở giữa những cái tầng á nó cũng mọc nấm đầy hết rồi nè. Còn phía trên này là một cái khu vườn. Ồ ồ. Khu vườn gì đây? Hả? Khu vườn này chỉ trồng một vài cái bông thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ thành khu vườn nấm ký sinh rồi. Mình thấy toàn là nấm không nè. Kinh dị thiệt chứ. Thiệt luôn á, cái này một mình dọn là không xuể các bạn ạ. Trừ khi có cái máy chuyên dụng thôi. Và vẫn có những cái đồ lặt vặt ha. Nhưng mà chưa có cái claw fragment mà nãy giờ mình cần tìm. Còn đây là cánh cửa gì đây, mình sẽ thử đập ra thử coi. Hình như là cánh cửa đi lên tầng cao nhất thì phải. Mình đoán vậy các bạn. Dạ yeah. Quá trời quá giật những đống ký sinh đứng đây đợi sẵn á. Gì đây. Đường đi lên cũng rất là nhiều nấm nha.
Và đây là cánh cửa để chúng ta đi vô bên trong. Ôi trời, không ổn, không ổn, không ổn. Ê, ê, ê. Ê dạ. Ui, ở đây nhiều quái quá. Cái thằng trên đó công nhận nó cảnh báo là đúng các bạn. Rất là nhiều quái luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bánh mì mình đã hết tác dụng rồi. Ăn thêm bánh mì hồi phục thôi. Cũng như là bánh mì đào nhanh nè. Rồi, bây giờ chắc chúng ta đi tiếp được rồi đó. Hình như đây là tầng để nghiên cứu về những người đầu tiên bị nhiễm cái nấm ký sinh này hay sao các bạn ơi. Úi trời, mình thấy đây là nơi lan rộng nấm dữ dằn nhất luôn á. Dày đặc luôn, kính luôn á. Trời đất, đây là có những phòng cách ly đặc biệt nữa hay sao nữa nè. Yêu con rương thôi. Vẫn có những cái món đồ giống như những tầng dưới ha. Nhưng mà có tin không hay rồi các bạn. Bộ giáp của mình đã bị bể mất tiêu rồi. Mình còn chưa khám phá xong chỗ này nữa. Ui ui, khoan từ từ. Hình như trong này chứa những cái món đồ đặc biệt thì phải. Incubator. Ủa cái máy ấp gì đây? Bên này Zoholic. Hình như đây là những cái máy để phân tích và nghiên cứu về cái đại dịch nấm ký sinh này nè các bạn. Yêu. Bên này. Ôi trời, bên này có cái công tắc gì kìa. What the heck. À, bật tắt cái, bật tắt cái trên này các bạn ơi. Ok. Ê, bom nổ. Ôi trời, cẩn thận. Vẫn chưa phải là tầng cao nhất nha, nhưng mà lượng giáp của mình bây giờ nó ngày càng giảm dần á. Nên là mình cũng hơi rén. Ui da, ai da. Ui, nó đánh mình kìa. Yêu. Phải dùng khiên đỡ thêm một xíu á. Ui, ui, ui. No, 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 no. No, no. Ẩu rồi đó, fan. Ui. Ui. Kinh thật. Mình suýt nữa thì ngõm rồi. Thôi thôi, chắc mình chạy trước các bạn ơi. Lượng giáp của mình không cho phép mình tiếp tục khám phá cái bệnh viện rồi. Bữa nay mình đi lên tới tầng thứ tư hay sao rồi đó. Là hay lắm rồi đó. Thì chắc bây giờ mình phải về nhà làm một bộ giáp mới thôi. Rồi sau đó cơm bát lại ha. Mình cũng tò mò thiệt. Nhưng mà cây chỗ là mình vẫn chưa tìm được cái Glor Fragment á. Cái đó có vẻ là hơi hiếm các bạn ơi. Còn bên khu vực nhà cũ của mình, để coi coi có được những cái cục màu trắng trắng này không. Fungal Shell nè. Hôm qua là mình thấy có hay sao á. Ê. Ê. Có cái mầm khổng lồ rồi. Mình sẽ bắn nó lẻ trước khi quá trễ các bạn ơi. Ủa sao cái cung mình tự nhiên nay nó bắn kỳ vậy. Ok, cái cung mình bắn không nổi luôn rồi. Hả? Vô lý vậy. Yêu. Ê, chuyện gì xảy ra với cái cung của mình vậy? Ủa, bữa nay nó không bắn được. À đây rồi, mình đã bắn hạ được cái mầm nguy hiểm kia rồi. Mỗi lần mình ghé qua đây là cứ y như rằng là sẽ bị lát ấy. Cái gì? Đây mới thực sự là cái ổ dịch nè các bạn. Ấy trời ơi, còn gặp mấy con xương nữa. Yêu, mình đang bị đói. Ăn vô cái. Nếu mình nhìn không lầm thì nguyên một cái hang động toàn là nấm ký sinh luôn kìa. Từ từ để mình kiếm cái hang nào đó gần đây để mình quan sát thử các bạn. Coi coi mình có nhìn nhầm hay không. Đây là cái chỗ mình từng ở đi sao. Nhìn không ra luôn á các bạn. Quen đấy à. Ok, để coi nãy con kia nó có rơi ra thêm cái gì cho mình không á. Ủa, không phải chỗ này. Bên nào ta, hình như bên kia thì phải. Bên này nè. Ui, mình làm liều, mình sẽ xuống dưới cho các bạn xem thử. Quyền đấy ơi. Nhìn y gan là tận thế với đó các bạn ơi. À đây rồi, ở đây có một cái khe nứt. Hình như nó có dẫn xuống những cái hang ở dưới này thì phải. Ui, nó mọc nhiều lắm luôn á, nó lan ra tới bên ngoài luôn mà. Nè 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 nè. Qua đây coi thử ha. Ui dồi.
Là đây nè các bạn. Ui dồi ôi, nguyên một con đường toàn là nấm và binh đoàn quái vật nhiễm nấm ký sinh. Toan rồi, toan rồi. Mình phải chạy khỏi đây lẹ thôi các bạn ơi, trước khi quá muộn. Giáp mình cũng hư hết trơn rồi. Yêu. Rồi, cách quần rồi. Ai? Chạy thôi người ơi. Chúng ta thất thủ rồi. Ê. Có con nó chặn đường mình. Oh my gosh. Đừng để nó bắn trúng ngựa. Nó bắn trúng ngựa là khổ em ngựa mình đó. Thì nó bắn kìa. Ui da. Hay lắm ngựa. Em vẫn chạy nổi các bạn. Ui, thoát thoát rồi. Sự truy sát của nó. Hả? Ui. Cái ổ dịch kế bên luôn. Hên quá mình đi qua hướng này. Ok, vòng đi đường vòng các bạn. Không đi đường chính diện được thì đi đường vòng cũng ok. Miễn sao an toàn trở về căn cứ là được. Cũng còn hên là mình vẫn có thể trở về nhà. Và em ngựa vẫn an toàn các bạn ơi. Em chỉ mất một xíu máu thôi. Mình sẽ hồi phục máu lại cho em cái đó. Cực kỳ em rồi. Tiếp theo thì như đã nói, mình cần phải nâng cấp giáp các bạn ơi. Bộ giáp lính sa mạc hôm qua mình chế tạo, hôm nay nó chỉ còn đúng mỗi cái áo thôi à. Căng thật sự chứ. Và nãy giờ mình gom cũng khá là nhiều những cái nguyên liệu từ những con quái vật nhiễm nấm ký sinh á. Đây. Thế nên là mình dự tính mình sẽ chế tạo những bộ giáp từ những cái nguyên liệu này luôn á. Nhưng mà khoan, để mình làm một mớ mấy cái nguyên liệu thô cái đó. Cái này nó chế tạo hơi mất thời gian chứ nó hơi xoắn não một xíu các bạn ơi. Đầu tiên sẽ là ít nhất cỡ 13 cái armor plate nè. Tiếp theo là chế tạo cái set giáp cơ bản đầu tiên nè. Bao gồm một cái nón, thêm một cái áo giống như vậy. Kế đến là một cái quần. Và cũng như là một cái ủng ha. Đây, xong xuôi, khá là rẻ thôi. Nhưng mà hiện tại thì giáp nó chưa được nhiều lắm. Nên là mình sẽ làm thêm một bộ giáp cũng bằng những cái nguyên liệu từ những con quái vật nhiễm nấm ký sinh ha. Set này thì nó sẽ màu đỏ hơn. Bao gồm một cái nón nè. Tiếp theo là một cái áo. Cũng như một cái quần. Ôi trời, nó còn thiếu nguyên liệu. Đó. Nó hơi sờ quần một xíu các bạn ơi. Nhưng không sao, giờ mình chỉ còn mỗi cái ủng đó thôi. Rồi, chuẩn bị bấm công thức của cái ủng luôn ha. Đây. Đó, full được 2 set đồ rồi nha. Và để trở nên mạnh mẽ và cho nhiều giáp hơn thì mình sẽ kết hợp hai cái set giáp này lại với nhau các bạn ơi. Và cách kết hợp thì cũng khá dễ thôi. Cho vô bàn chế tạo. Ủa? À, phải đặt ở trên dưới à? Đây, đây, đây. Set màu đỏ nằm ở trên. Set màu da người thì nằm ở phía dưới ha. Và chúng ta sẽ tạo ra set đồ có tên là Living. Đầu tiên là cái nón Living nè. Kế đến là một cái áo Living chẳng hạn. Xong rồi tới một cái quần. Tẹn tẹn. Và cuối cùng sẽ là một chiếc ủng. Wow, wow. Và lượng giáp nó cho mình ở cái áo là 10 giáp. Ui, nó mạnh hơn cái giáp hiện tại của mình tới 2 lần các bạn ạ. Quá là ok la. Để bây giờ mình mặc vô luôn, coi thử như thế nào. Uầy, nhìn cơ bắp nha. Nón thì sao? Cũng khá đẹp. Quần, ủng nè. Đổ, full set. Mình còn được cộng thêm máu nữa các bạn. Ui, đã vậy còn có kỹ năng trèo tường nữa sao vậy? What, có kỹ năng trèo tường như nhện nhện luôn nè. Trời ơi, đỉnh nha. Ê, nhưng mà hình như cái áo này mình còn có thể nâng cấp nữa cơ. Bằng cách là kết hợp với cái cánh để tạo ra một cái áo hình như có thể giúp mình bay được luôn á. Nhưng mà cái cánh này thì hiện tại mình chưa có làm được các bạn ơi. Sắp tới mình phải tích cực săn thêm những con quái vật á, để chúng ta kiếm thêm nguyên liệu và nâng cấp tiếp cái áo giáp này. Ui, giờ mới để ý ta cái phần ngực của mình cơ. Các bạn thấy nó động đậy không? Ui, như thể bộ giáp này là một cái thực thể sống vậy đó. Và mình còn được thêm hiệu ứng symbiosis nữa nè. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cộng sinh đó các bạn. Ui, đỉnh ác luôn. Rồi, và bộ giáp xịn như vậy, mình không enchant là rất là uổng phí nha. Thế nên là mình sẽ enchant maximum bảo vệ trước nè. Thêm một vài cái dòng phụ. Đó, tối đa luôn. Ôi, quá trời quá đất các bạn ơi. Chậm hỏng nữa, một cái áo thôi mà tốn 19 cấp độ của mình rồi. Oh my gosh. Nhưng mà cũng phải đầu tư thôi. Đấy, một chiếc áo ngon đã có.
Tiếp theo là thêm một cái quần ngon đi, dẫn maximum những cái dòng mình có thể enchant ha. Đấy, ok. Xong rồi tới cái ủng. Ôi nhưng mà cái ủng thì hết kinh nghiệm mất tiêu rồi. Hơi tiếc một xíu. Nhưng mà trước mắt enchant được hai món là thấy cũng ngon nghẻ rồi đó các bạn. Giờ thì để mình lên đường và chúng ta đi tìm thêm cái quặng đó chính là aluminum để thực hiện cái khu vực hàng rào á. Tại mình cũng lo là có quái vật nhiễm nấm ký sinh nó xuất hiện gần đây. Yêu thật rồi các bạn, định làm gì? What the heck? Ôi, nó đâu nó xuất hiện gần đây vậy ta? Yêu ơi, tạm thời rời khỏi cái khu vực này đi các bạn. Đi vô trong đất liền tìm một cái hang và chúng ta đi đào thêm những cái quặng aluminium ha. Phải làm cái hàng rào càng sớm càng tốt thôi. Trong đất liền bọn chúng đã đánh hơi ra chỗ của mình rồi. Hàng gì? Không sao, mình mới có set giáp mới. Hơi bị tự tin luôn các bạn ơi. Lại đây. Trời ơi, bọn chúng đánh mình không xi nhê các bạn ơi. Ui. Và hình như khi mình mặc set đồ này, bọn chúng đánh mình thì bọn chúng còn... Ồ không, mình đánh bọn chúng chứ. Bọn chúng sẽ từ từ ngụm củ tỏi các bạn. Hả? À. Quay. Chế tạo một bộ giáp mà có thể tăng sức chiến đấu của mình lên luôn kìa. Bá đạo thiệt. Wow. Không uổng công, không uổng công các bạn ơi. Im nha. Hay đó các bạn. Đi rồi, chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái set giáp này thôi các bạn ơi. Và coi thử coi gần đây có cái hang nào không. Có con nó tàn hình. Ui, nó chọi thuốc nữa. Ôi, nghỉ chơi đi, nó chọi thuốc yếu đuối mình kìa. Hay thật. Sơ hở là chọi thuốc hả? Ui, cái gì đó? Định làm gì? Thôi, mình không muốn combat nhiều lắm đâu. Bộ giáp này nên để dành cho những lần combat nó thích đáng hơn các bạn. Ủa mà đây là chỗ nhà của ai vậy? Lại một cái khu vực bổ hoang nữa sao này các bạn ơi. Cái thế giới Minecraft của mình sau khi mà bị cái đại dịch nấm ký sinh này á, rất nhiều công trình bị bỏ hoang luôn. Ôi, bọn chúng sắp lên đây sao đó. Mình chặn ngang như vậy đỡ đi các bạn, hạn chế sự xâm nhập của bọn chúng. Ui. Có con zombie nó đeo ba lô kiện rơm kìa. What the hell. Trong này không có đồ giá trị lắm các bạn ơi. Không biết trên lầu thì sao ha. Ôi, hình như nó có tầng hầm nữa hay sao kìa. Rồi đi. Ui, ở đây có kiện rơm. Thôi cũng được đi. Ui, rất nhiều rương luôn. Ui. Nhưng mà Đây. Trong số rương bèo thì cũng có một rương dầu các bạn. Có kim cương. Ủa đây là tầng trệt mà chứ phải tầng hầm đâu. Trời ơi cũng như không. Thôi, đi đào xuống dưới lòng đất ngay tại đây luôn đi các bạn ơi. Chứ đi tìm hang lâu quá. Sao tự nhiên ở đây nó đông quái vật nhiễm nấm ký sinh vậy? Ê, có con bay luôn kìa. Yêu. Bình thường cái đại dịch này ít khi xuất hiện ở dưới lòng đất lắm nha. Mà bữa nay mình phát hiện một cái ổ dịch dưới lòng đất. Và thế là nó đã bắt đầu bùng phát lên rồi các bạn. Anh thần ơi. Nhiều lắm luôn á. Ôi kìa. Lại đây. Con này. Trời ơi, con này bây giờ. Trời ơi. Ôi dạ dạ. Thánh thần ơi. Thánh thần ơi. Ôi kim cương, kim cương. Oh my god. Ôi đừng có. Đừng có vô đường cùng nha. Vô đường cùng là nghỉ chạy đó các bạn. Miệng đét ơi. Cái gì mà khủng khiếp vậy. Ăn bánh mì hồi phục vô. Ăn bánh mì sức mạnh nữa. Rồi, tự chiến với bọn chúng thôi. Một mình ta chấp hết. Ui da. Bước vô đây. Anh thường ơi. Lộc và binh đoàn quái vật nhiễm nấm ký sinh các bạn. Ui kìa. Ê, mình cần một ít block để mình leo lên cao. Hình như bọn chúng không có khả năng trèo lên cao các bạn. Beautiful. Lại đây. Một mình ta chấp hết. What the hell.
Các bạn coi kìa. Ủa dạ, dính độc rồi. Ủa không. Ý. Ui dồi. Đây là cách thơm kinh nghiệm của Lộc. Ê, con này định bắn cái gì? Có một vài tên bắn được các bạn ơi, nên cẩn thận nha. Ui sao ngày càng đông lên vậy. No. Không ổn rồi. Sao càng đánh nó càng xuất hiện vậy ta? Nó không có dấu hiệu ít đi các bạn ơi. Ơ à. Nhìn đáng sợ thiệt luôn á. Ê con kia định làm gì? Ui. Mình biết rồi, chắc do một phần ở đây có luồng khí nấm ký sinh đó các bạn, nên là cứ hạ bao nhiêu nó lại sản sinh ra bấy nhiêu à. Úi, đây rồi, đây rồi. Nó vơi bớt rồi. Ngon. Wow. Mình hạ được quá trời, quá vật nhiễm nấm ký sinh các bạn ơi. Đâu đó chắc cũng hơn 50 con á. Và mình cũng cày được một mớ kinh nghiệm. Một xíu về có cái mình enchant giáp luôn. Hợp lý. Rồi, giờ thì chắc mình nên tản đi chỗ khác thôi. Yêu. Kinh dị thì chứ. Nữa nè. Tôi chỉ muốn đi đào aluminum thôi. Ôi ôi, kim cương. Ôi có kim cương tôi cũng đào nha. Không phải aluminum. Ui kim cương đó nè. Trời ơi, tới hồi đó. Trời ơi, hình như mình đói bụng rồi các bạn ơi. Ây da. Không ổn rồi. Còn phải ăn no đó. Chạy tiếp thôi. Hang này có vẻ không có aluminum rồi. Hang này toàn là quái vật nhiễm nấm ký sinh thôi. Yêu. Đi lộn hang rồi hay sao á. Ui, kim cương nữa nè. Xin tiếp. Đây đây, aluminum tiếp đây rồi. Hình như mình đã đúng cái khu vực có nhiều aluminum rồi các bạn. Mình liên tục gặp được những cái quặng aluminum nha. Có tiến triển, có tiến triển. Đây nữa nè. Hơi nguy hiểm xíu nhưng mà mình sẽ chấp nhận á. Đánh đâu lại chúng ta sẽ có khoáng sản và mang về làm hàng rào phòng thủ cho căn cứ của mình. Phải liều đó. Sáng thức dậy, việc đầu tiên mình cần làm đấy chính là nung số aluminum mà chúng ta đào được ra ha. Đồng thời kết hợp thêm với một chút sắt nữa để mình có thể làm ra được những cái lưới của cái rào. Rồi, và việc cuối cùng là bấm công thức của cái hàng rào thôi. Đây đây đây, 24 cái đầu tiên. Ừ, mình nghĩ là nên rào hai lớp đó các bạn. Một lớp ở phía dưới này ha. Ví dụ mà nó mò lại đây thì nó sẽ bị lập tức chạm vào cái hàng rào và mất máu rất là dữ luôn. Đó. Tiếp theo thì mình có thể chồng lên trên thêm một lớp nữa giống như vậy. Không biết có ổn không ta? Hay là mình rào một lớp thôi nhờ? Tại bây giờ số lượng aluminum mình cũng không có nhiều á các bạn. Một lớp chắc cũng ok các bạn ơi. Tại vì nó muốn trèo lên được thì nó cũng phải vượt qua được cái này mà. Mà đụng vô cái này là gần như là bất động mất tiêu rồi. Nên cũng khá là an tâm á. Hey, nếu mà đào aluminum hơi khó thì chắc mình đi chôm đi nhờ. À, mình thấy có một số cái công trình bỏ hoang á, nó có mấy cái hàng rào này các bạn à. Mặc dù không quá nhiều nhưng mà cũng đỡ hơn là không có. Để một xíu đi, mình gào xong chỗ này cái mình sẽ bắt đầu đi chôm á. Tới bước đường này bắt buộc mình phải làm cái chuyện đó rồi đó các bạn ơi. Không thể tránh khỏi luôn á. Đây đây đây, công trình mình nói đây nè. Đó, một chỗ thì nó cũng có được hai cái hàng rào. Cũng ok la đấy chứ. Đi gom gom hết cái khu vực này chắc hồi về mình sẽ bao quanh được cái căn cứ nhà mình cho mà xem. Ủa cái này có nên lấy luôn không ta? Ui, mình lấy được luôn nè. Ngon. Ôi. Ôi. Cái con quái vật hôm qua nó lại xuất hiện. Ê, ê. Cái xô sữa. Ui, mình mà dính phát bắn của nó là mình sẽ bị mù lòa ngay lập tức luôn. Lại thì chứ. Phải thật cẩn thận các bạn ơi. Không được chủ quan nha. Yêu. Toán rồi. Ok. Nhưng mà được cái vũ khí của mình hơi bị mệnh. Mình bắn hoài hết thôi nó đã bị nổ banh xác rồi. Ui, nó rơi cũng khá là nhiều đồ. Mình sẽ nhặt đồ của nó rơi ra một cái. Ê ê, thêm con gì nữa vậy? What the heck? Yêu, mỗi lần con đó xuất hiện là nó kéo theo cả đống thứ. Và quan trọng hơn là khi nó phát nổ nó còn
tạo ra những cái nấm nữa nè. Thế mới lại đó chứ. Trời ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Mình phải tranh thủ đi lấy hàng rào rồi dọt thôi các bạn ơi. Ở đây một hồi kiểu gì nó cũng xuất hiện thêm vài con thú dữ nữa cho mà xem. Sau khi cày cuốc được những cái hàng rào này thì lập tức về nhà và lắp vô cái căn cứ nhà mình thôi các bạn. Đó, đây là cái lớp phòng thủ đầu tiên ha. Nhưng mà mình nghĩ những ngày kế tiếp mình còn sẽ nâng cấp cái hệ thống phòng thủ cơ. Chứ như vậy thì nó rất là thô sơ luôn. Nó chỉ chống những cái con mà nó đột nhập trực tiếp vào bằng cách là bơi lại gần ha. Ví dụ những con ở xa thì nó có thể bắn vô được đó. Đó, mình cần phải giải quyết những cái vấn đề nguy hiểm đó trong những ngày kế tiếp ha. Và công việc cuối ngày thì có thể là mình sẽ nâng cấp nốt cái áo, ồ lộn, cái nón, cũng như là cái ủng ha. Tại vì nãy giờ mình cũng cày thêm khá là nhiều kinh nghiệm nè. Rồi, tất nhiên là maximum những dòng enchant rồi. Ở dưới nước nữa nè. Multiron, respiration. Ôi chà, respiration thì mình chưa ép được. Thôi cái đó không cần lắm các bạn. Rồi. Hình như cái dòng multiron đó cho phép mình lãng lách nhiều lần. Ê ê ê. Ê con kia. Ôi dồi. Ui sao nó lạc trôi ra đây vậy? Ê, bên kia nó kìa. Toán rồi. Bọn chúng lạc trôi ra đây ngày càng nhiều các bạn. Có vẻ là bọn chúng đánh hơi được mùi mình ngoài đây á các bạn ơi. Không ổn rồi. Dự lời sắp tới chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều cái sự nguy hiểm đây. Và bắt buộc mình phải nâng cấp thêm cái căn cứ rồi đó các bạn ạ. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày suýt nữa thì toan ở trong cái bệnh viện các bạn ạ. Liệu rằng sắp tới Lộc còn có thể nâng cấp được cái căn cứ này thêm xịn sò như thế nào? Hãy chờ đón ở những tập tiếp theo nha. Và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Laproot hay là Unitless thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.